Cách xử lý khi bạn đang ngồi mà có một người đến nắm cổ áo gây sự. Đầu tiên bạn dùng tay trái nắm lấy cổ tay đối thủ, còn tay phải thì giữ đầu đối thủ. Tiếp theo bạn dùng hết lực tay phải ấn đầu đối thủ xuống bàn, còn tay trái vẫn giữ chặt tay đối thủ. Cuối cùng bạn có thể khống chế đối thủ bằng đòn khóa tay. Chúng ta cùng xem lại và tập theo nhé. Cách xử lý khi bị ai đó dùng dinh địch tấn công. Khi đối thủ dùng dây nịt tấn công, bạn nên áp sát vào người đối thủ. Đồng thời tay trái giơ lên đỡ đòn tấn công của đối thủ và kẹp tay đối thủ vào nách để giữ lại. Còn tay phải thì ghìm chặt vai đối thủ. Tiếp theo bạn có thể tấn công vào hạ bộ của đối thủ bằng đòn thăng long cước hoặc lên gối. Ngoài ra nếu bạn là người không muốn gây sự thì bạn có thể đẩy đối thủ ra rồi bỏ chạy. Cách tước đoạt chữ khí của đối thủ và khống chế ngược lại. Nếu bạn nắm kéo theo phương pháp này thì chắc chắn là sẽ không gỡ được vũ khí của đối thủ. Đầu tiên bạn dùng tay trái nắm phần đuôi gậy, còn tay phải nắm phần đầu gậy. Sau đó dùng chân phải đá vào hạ bộ của đối thủ. Đồng thời dùng tay trái đập đuôi gậy vào đầu đối thủ và kéo mạnh ra. Cách xử lý khi bị đối thủ ôm eo, vật xuống. Đầu tiên chúng ta phải lui theo đà đẩy của đối thủ để tránh bị vật ngã. Đồng thời tay phải kẹp đầu đối thủ vào nách và kẹp khuỷu tay vào cổ đối thủ. Sau đó siết chặt khuỷu tay theo kiểu ép bánh. Động tác này sẽ khiến đối thủ mất thở và chịu thua trong vòng 3 giây. Nếu đối thủ quá mạnh, chúng ta có thể vừa siết vừa xoay như thế này. Cách xử lý khi bị ai đó xô đẩy thủy uy như thế này. Tình huống này sẽ thường gặp khi hai người xảy ra tranh cãi và đối thủ sẽ xô đẩy chúng ta để thủy uy. Để xử lý tình huống này thì chúng ta chỉ cần lắc người nhẹ qua một bên, đồng thời đưa hai tay lên gạt đỡ tay đối thủ. Bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Rất đơn giản phải không nào? Cách khống chế một tên tội phạm từ phía sau lưng. Nếu bạn đang đứng sau lưng của một tên tội phạm và bạn muốn khống chế hắn, bạn không nên nắm đối thủ từ phía sau lưng như thế này, vì nếu không gục thì hắn có thể tấn công ngược lại bạn. Thay vào đó chúng ta hãy dùng cách này. Bạn ngồi xuống sau lưng tên tội phạm, rồi dùng hai tay chụp hai ống quyển của tội phạm, sau đó kéo mạnh về sau. Đồng thời dùng vai đẩy mạnh mông đối thủ về phía trước. Khi hắn vừa ngã xuống thì chúng ta nhanh chóng bắt chéo chân của tên tội phạm, sau đó kẹp đầu gối vào khống chế. Cách xử lý khi bị ai đó giữ chặt hai tay. Rất đơn giản, bạn chỉ cần xoay tay đánh một chỏ ngang, sau đó đánh một chỏ ngược lại. Quá dễ phải không nào? Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Võ Thuật Tự Vệ HMS. Mình là Quá Nhi, dạy tự vệ miễn phí.